Nhân dịp đầu xuân mới, tập thể Ban biên tập Thời báo.de kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là bản tin. Vụ xe công rước cô Chiêu, tránh thanh tra sở 4T Hà Tĩnh là ai mà lạm dụng quyền lực? Bản chất của một nhà nước lạm quyền là hành động không theo luật pháp mà theo ý muốn của lãnh đạo. Từ đó kẻ có chức thì tự cho mình quyền muốn làm gì cũng được, bởi bộ máy nhà nước và luật pháp chỉ là công cụ. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã dùng xe công bật còi hụ để đón con gái tại sân bay. Đây là việc làm sai pháp luật rõ ràng. Lẽ ra chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cần phải xử lý bà quan chức này, nhưng ngược lại, chính quyền Hà Tĩnh lại cho Sở Thông tin và Truyền thông ra tay nhằm bao che cho sự sai trái của bà. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xử phạt nhà báo Vũ Đình Thắng. Vào ngày 6 tháng 2, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt nhà báo Vũ Đình Thắng 4 triệu đồng. Ông Thắng, 37 tuổi, là phóng viên tạp chí Công nghiệp Môi trường. Nguyên nhân xử phạt theo quyết định là nhà báo Thắng hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ. Đây là một nguyên nhân mơ hồ, không rõ ràng. Nguyên nhân thực sự đằng sau là nhà báo này đã gọi điện cho Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh để xác minh việc bà này làm loạn ở sân bay Vinh vào chiều tối ngày 2 tháng 2. Điều đáng nói là báo Hà Tĩnh đăng tin nhà báo Vũ Đình Thắng bị phạt nhưng lại giấu tên người phạt là ông Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh. Vậy ông này là ai mà báo chí phải giấu tên? Nếu làm đúng thì việc gì phải che giấu? Theo thông tin chúng tôi có được, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh là ông Phạm Văn Báu. Chánh thanh tra quyết định phạt tương đương với việc sở ra quyết định. Tuy nhiên, ông Đậu Tùng Lâm, giám đốc sở và hai phó giám đốc Dương Văn Tuấn và Dương Kim Nga lại né tránh việc ký và quyết định xử phạt này. Và dùng xe công đóng con là sai, nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần bà Nguyễn Thị Lệ Hà lên tiếng thừa nhận và xin lỗi là được. Cũng như ngày 8 tháng 1 năm 2019, ông Trần Tuấn Anh, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã phải gửi thư xin lỗi về việc điều xe công đón vợ tại sân bay. Vấn đề đã nói là chính quyền Hà Tĩnh lại bao che cho một quan chức một cách trắng trợn, bất chấp sai trái. Câu hỏi đặt ra là bộ máy chính quyền tỉnh Hà Tĩnh được lập ra để quản lý nhà nước theo pháp luật hay là để bao che cho nhau làm bậy? Bà Nguyễn Thị Lệ Hà được cho rằng còn lạm quyền hơn cả ông Trần Tuấn Anh trước đây. Bao nhiêu năm qua, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dựng lò đốt hàng loạt quan tham làm sai. Tuy nhiên, ông đốt thế nào mà mãi bộ máy nhà nước này không thể trong sạch cho được. Bất chấp lò cháy rừng rực, quan chức vẫn trắng trợn dùng quyền lực nhà nước để mà bao che cho nhau. Trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, hễ có công thì tranh nhau giành lấy, còn khi làm sai thì họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Việc ra quyết định xử phạt phóng viên Vũ Đình Thắng là việc làm bao che cho kẻ làm sai, chắc chắn sẽ bị công luận phản đối, nên các quan lớn né tránh. Những quan chức cấp trên đã đẩy trách nhiệm này cho ông Chánh thanh tra sở. Thậm chí báo Hà Tĩnh cũng không dám đưa tên ông Chánh thanh tra này lên mặt báo, chỉ thông báo chức danh mà thôi. Kể ra bà Nguyễn Thị Lệ Hà có quyền lực ngầm rất lớn, chỉ là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh mà có thể giật dây Chánh thanh tra sở 4T của tỉnh, xử phạt phóng viên dám mạo phạm đến bà. Bà này và những kẻ bao che cho bà là những thanh củi, đáng để ông Trọng điều tra và tống vào lò để làm sạch bộ máy chính quyền Hà Tĩnh. Không biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dám xử lý vụ việc này hay không. Vụ ông Trần Tuấn Anh cho xe đón vợ yêu và bà Nguyễn Thị Lệ Hà cho xe công đón cô Chiêu về hình thức thì giống nhau, tuy nhiên cũng có phần khác. Đấy là vụ sau lạm quyền hơn vụ trước. Dù sao ông Trần Tuấn Anh cũng nhận lỗi, còn bà Nguyễn Thị Lệ Hà lại dùng bộ máy chính quyền của tỉnh để mà trả thù phóng viên. Sau bao nhiêu năm nhóm lửa đốt lò, chính quyền đã không sạch hơn mà còn bẩn hơn trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ xe công rước cô Chiêu, Chánh thanh tra sở 4T Hà Tĩnh là ai mà lạm quyền đến vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Quan bà Hà Tĩnh học thói hư của cậu ấm nhà Trần Đức Lương. Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao về hình ảnh chiếc xe Toyota Camry mang biển số xanh 38A06688 được cho là do bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh Lê Thị Lệ Hà điều đến sân bay Vinh, Nghệ An để đón con gái vào chiều tối ngày 2 tháng 2. Điều đáng nói là chiếc xe này còn bật đèn và hú còi ưu tiên yêu cầu các phương tiện khác phải nhường đường. Được biết, chiếc xe này thuộc sở hữu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh mà không thuộc diện xe được sử dụng còi, đèn ưu tiên. Bà Lê Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Bình luận về hình ảnh này, Facebook Bùi Quang Thắng thì viết với xã thút như sau. Lộc lộc, phát phát, chị Hà quá đỉnh, xe đẹp, biển số đẹp, chắc người cũng đẹp, nhưng hành vi không đẹp chút nào. Chị Hà cần nhận thức được rằng nhà nước cấp xe cho chị để phục vụ công tác chứ không phải dùng cho việc riêng. Chị cũng không thuộc đối tượng được đưa xe đón hàng ngày. Việc quan chức dùng xe công và việc tư là hình thức chiếm dụng tài sản của nhà nước. Xe công là tài sản có được từ tiền thuế của người dân. Tiền thuế của dân đóng góp để phục vụ nhà nước chứ không phục vụ cho việc nhà của các quan chức. Luật đã quy định rõ ràng và không cho phép điều này. Việc dùng xe công cho việc gia đình không những không đúng luật pháp mà nó còn có cho thấy ý thức của quan chức rất kém và lòng tham thì rất lớn. Tham nhũng là biến của công thành của tư và dùng xe công đưa đón người nhà cũng tương tự. Điểm khác nhau là dùng xe công của việc tư là việc chiếm dụng tạm thời, còn tham nhũng là chiếm đoạt vĩnh viễn. Tuy nhiên, việc chiếm đoạt xe công cũng nói lên sự tham lam ích kỷ của bà Lê Thị Lệ Hà. Status của Facebook Bùi Quang Thắng chia sẻ như vậy. Còn nhớ vào ngày 4 tháng 1 năm 2019, ông Trần Tuấn Anh, khi đó là Bộ trưởng của Bộ Công Thương Việt Nam, cũng cho xe biển xanh vào tận sân bay Nội Bài để đón vợ là bà Thủy Hương. Đáng nói, ông Bộ trưởng lúc đó còn cho một đoàn tùy tùng đón tiếp long trọng tại chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài bằng xe biển xanh. Sự kiện bị rò rỉ từ một vài post trên trang Facebook của một số đại biểu Quốc hội và Ủy viên Trung ương Đảng cũng có mặt trên cùng chuyến bay. Theo đó, bà Thủy Hương, một cựu người mẫu, được một đoàn người đi xe biển xanh đến đón tận chân cầu thang máy bay, khiến phi hành đoàn phải nép sang hai bên để nhường đường. Ngay sau đó, đại diện cảng vụ hàng không miền Bắc cho hay trên truyền thông Việt Nam rằng họ nhận được công văn của Bộ Công Thương về việc đón tiễn ông Tuấn Anh đi công tác ở Sài Gòn từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 1 năm 2019. Khoản 1 điều 5 của Nghị định số 4/2019 quy định các chức danh được xe công đưa đón rất rõ như sau. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên. Trong trường hợp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bà Lê Thị Lệ Hà là người không thuộc diện xe công đưa đón, huống gì là con gái của bà. Như vậy, sai phạm thì đã rõ, không biết ông Tổng sẽ xử lý như thế nào để nêu gương cho toàn đảng của ông. Vào năm 2019, đích thân ông Trần Tuấn Anh cũng đã cho xe công sang đón vợ tại sân bay. Những ngày Tết sắp đến, việc xe công biển xanh được trưng dụng để đi chùa, đi lễ hội là không hiếm. Đây là cơ hội để ông Trọng chứng tỏ sự cương quyết của đảng, dẹp loạn tình trạng chiếm dụng xe công, tiền thuế của dân không phục vụ cho quan chức làm việc riêng. Thật ra việc này rất phổ biến, việc bị dân chụp hình hay quay clip đưa lên mạng chỉ là trường hợp hiếm hoi, bị xui lắm mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Quan bà Hà Tĩnh học thói hư cậu ấm Trần Đức Lương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de